quý vị và các bạn, showbiz Hoa ngữ trong vài năm gần đây phát triển nhảy vọt với sự xuất hiện của rất nhiều minh tinh lưu lượng đỉnh lưu. Sự cạnh tranh khốc liệt về chỉ số thương mại giữa các ngôi sao luôn không ngừng nghỉ. Đằng sau ánh đèn sân khấu, sau sự hào nhoáng của thảm đỏ là sự ganh đua từng chút một trong bảng xếp hạng trên mọi mặt trận. Bởi lẽ đây chính là minh chứng chứng minh cho thực lực của ngôi sao trong lòng công chúng. Điều này cũng quyết định đến mức cát xê của mỗi một diễn viên trong một tập phim hoặc một hợp đồng quảng cáo đại ngôn. Nằm trong dàn tiểu hoa đán, Triệu Lệ Dĩnh còn lọt vào top 7 nữ diễn viên giỏi kiếm tiền nhất nhì của showbiz Hoa ngữ. Ngoài công việc diễn viên và quảng cáo cho các thương hiệu, Triệu Lệ Dĩnh còn là phó tổng giám đốc công ty kỹ thuật Nhất Hạ đã được 5 năm. Đây là một công ty ứng dụng trực tuyến hàng đầu của Trung Quốc và sở hữu rất nhiều mạng xã hội đình đám. Ngoài ra, Triệu Lệ Dĩnh còn sở hữu nhiều công ty và có cổ phần ở rất nhiều nơi. Cũng giống như đàn em của mình, Dương Mịch hiện có trong tay khoảng 10 công ty khắp đại lục và cô cũng là cổ đông của nhiều tập đoàn khác nhau. Dương Mịch được Sina đánh giá khá cao về giá trị thương mại. Cụ thể, trong những tháng đầu năm 2021, cô đã vượt mặt đàn em Bịch Lệ, Nhiệt Ba và Dương Tử về chỉ số truyền thông nổi trội. Nhưng thu nhập thực sự của Dương Mịch là bao nhiêu? Theo truyền thông Trung Quốc thì Dương Mịch hiện có mức cát xê trên phim trường cao nhất trong thế hệ tiểu hoa đán lưu lượng 1985-1990. Với mỗi một tập phim, nữ diễn viên nhận được khoảng 1 triệu nhân dân tệ, tương đương gần 3 tỷ Việt Nam đồng. Tuy có cát xê phim khá cao, nhưng Dương Mịch lại nhận được số tiền quảng cáo thấp hơn Triệu Lệ Dĩnh và Bịch Lệ, Nhiệt Ba. Theo một nguồn tin tin cậy tiết lộ thì cát xê mà nàng Bạch Thiển Dương Mịch nhận được chỉ là 17 triệu tệ, tương đương 60 tỷ Việt Nam đồng trong một hợp đồng đại ngôn thương hiệu trong 2 năm. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh nhận được 20 triệu tệ, tương đương 70 tỷ Việt Nam đồng. Nàng Cẩm Mịch Dương Tử trong Hương Mật Tự Khói Xương có giá quảng cáo là 15 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 53 tỷ Việt Nam đồng. Sau con cả có lẽ là thu nhập của Địch Lệ Nhiệt Ba. Cô thuộc thế hệ tiểu hoa đán đàn em nhưng cũng nhận về mức cát xê tương đương với Dương Mịch là 17 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, đứng đầu trong dàn diễn viên nữ của showbiz Hoa ngữ phải kể đến Tôn Lệ và Đường Yên. Cát xê quảng cáo của Đường Yên vào khoảng 21 triệu nhân dân tệ, tương đương 74 tỷ Việt Nam đồng. Trong khi đó, giá đại ngôn của nữ diễn viên Tôn Lệ là 25 triệu nhân dân tệ, tương đương 88 tỷ Việt Nam đồng trong một hợp đồng quảng cáo trong 2 năm. Sao nữ thì như vậy, còn sao nam thì sao? Bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi biết được mức cát xê mà các sao nam showbiz Hoa ngữ nhận được đấy nhé. Luhan và Dịch Dương Thiên Tỷ hiện đang là hai sao nam đỉnh lưu, có giá quảng cáo đứng đầu và con số của họ bỏ xa so với sao nữ Hoa ngữ. Với một hợp đồng đại ngôn trong 2 năm, hai sao nam này nhận về 283 tỷ Việt Nam đồng, nghĩa là vào khoảng 80 triệu nhân dân tệ. Như vậy, mức giá mà Luhan và Dịch Dương Thiên Tỷ nhận được cao gấp 3,2 lần so với nữ diễn viên đứng đầu sao nữ là Tôn Lệ. Và mức giá này còn gấp 4,7 lần so với Dương Mịch, gấp gần 6 lần so với Dương Tử. Nằm trong số các sao nam, ngôi sao Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác cũng nhận được 20 triệu nhân dân tệ cho một hợp đồng đại ngôn 2 năm. Vương Nhất Bác cũng nhận về mức cát xê tương đương với mức của Triệu Lệ Dĩnh và cao hơn cả Dương Mịch lẫn Địch Lệ Nhiệt Ba. Mức cát xê này của nam diễn viên Trần Tình Lệnh bằng với mức giá đại ngôn của Chu Nhất Long, nhưng thua Luhan, Dịch Dương Thiên Tỷ, Ngô Dịch Phàm, Dương Dương, Lý Dịch Phong. Trong các sao nam showbiz Hoa ngữ, đáng chú ý nhất phải kể đến nhạc sĩ, diễn viên, ca sĩ Châu Kiệt Luân. Xét về tên tuổi và tầm ảnh hưởng thì Châu Kiệt Luân là idol của rất nhiều idol. Nhưng ông hoàng nhạc pop châu Á này chỉ nhận được mức giá đại ngôn khiêm tốn là 20 triệu nhân dân tệ trong khoảng thời gian hợp tác 2 năm với một thương hiệu. Sở dĩ có điều này bởi lẽ kể từ khi debut, Châu Kiệt Luân chỉ nhận quảng cáo cho các nhãn hàng bình dân. Tiêu chí của anh là hướng tới người hâm mộ trên khắp thế giới. Lựa chọn nhãn hàng bình dân để đại ngôn, anh hy vọng số đông fan của mình đều có cơ hội mua được sản phẩm đó. Điều này khiến tôi thực sự khâm phục cái tầm và cái tâm của một người nghệ sĩ tài hoa thực thụ. Bản tin ngắn showbiz Hoa ngữ hôm nay đến đây xin tạm dừng. Bạn thích ngôi sao Hoa ngữ nào nhất? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi biết nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các bản tin sau. Bye bye, see you again.